Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần được phát sóng trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, hồ tiêu Việt Nam đã bắt đầu mùa thu hoạch, thế nhưng giá hồ tiêu lại không mấy khả quan. Ở trong nước, mức giá chỉ dao động từ 60.000 đến 65.000 đồng một kg. Trong khi đó thì giá tiêu đen xuất khẩu giảm từ 5.200 đô la Mỹ một tấn xuống còn 4.800 đô la Mỹ một tấn. Giá tiêu trắng giảm từ 7.490 đô la Mỹ một tấn xuống còn 5.800 đô la Mỹ một tấn. Các doanh nghiệp dự báo giá hạt tiêu năm 2018 khó có thể phục hồi trở lại. Bên cạnh đó thì tại các thị trường nhập khẩu lớn như Ấn Độ, Mỹ, Hà Lan cũng có những thay đổi về các quy định nhập khẩu, thay đổi quy định về dư lượng thuốc trừ sâu, tăng thuế. Những thay đổi này sẽ tác động như thế nào đến xuất khẩu hạt tiêu và lời giải nào cho bài toán này? Mời quý vị cùng theo dõi chương trình xuất nhập khẩu ngày hôm nay của chúng tôi. Trước tiên mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận về tình hình giá cả ngay sau đây. Năm 2017, xuất khẩu hồ tiêu đạt 230.000 tấn, tăng 30% về lượng nhưng giảm đến 22% về giá trị và chỉ đạt khoảng 1,11 tỷ đô la Mỹ. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do giá hạt tiêu xuất khẩu năm 2017 có chiều hướng giảm mạnh, dừng lại ở mức 5,12 đô la Mỹ một ký đối với tiêu đen và 7,49 đô la Mỹ một ký đối với tiêu trắng. So với năm 2015, giá tiêu đen là 11,33 đô la Mỹ một ký, tiêu trắng là 16,5 đô la Mỹ một ký. Năm 2016, giá xuất khẩu tiêu vẫn ở mức 7,98 đô la Mỹ một ký đối với tiêu đen và 16,5 đô la Mỹ một ký đối với tiêu trắng. Điều này cho thấy giá hạt tiêu xuất khẩu đã giảm hơn nữa, tác động lớn đến kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng vàng đen này. Và một cái chỉ tiêu khái quát là 1,1 tỷ xuất khẩu năm 2017 như chúng ta biết vừa qua. Đây thể hiện đứng về góc độ tích cực là một sự cố gắng của người nông dân, của doanh nghiệp, của ngành hàng, hiệp hội ngành hàng, các địa phương tập trung cho một mặt hàng nông sản. Theo các doanh nghiệp xuất khẩu tiêu năm 2018, giá tiêu xuất khẩu khó khả quan hơn mà ngược lại có chiều hướng đi xuống. Ngay từ những ngày đầu năm 2018, giá tiêu đen xuất khẩu đã có chiều hướng giảm ở mức 4.800 đô la Mỹ một tấn, giảm 300 đô la Mỹ một tấn so với tháng 12 năm 2017. Điều này cũng kéo theo giá tiêu trong nước giảm xuống dao động ở mức 64.000 đến 66.000 đồng một ký. Đáng quan ngại hơn, mức giá này có thể kéo dài đến hết năm 2018. Do sản lượng hạt tiêu toàn cầu tăng cao, trữ lượng còn nhiều và mùa thu hoạch của nước chiếm 50% sản lượng thế giới là Việt Nam đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Nếu năm 2017, sản lượng tiêu Việt Nam đạt mức kỷ lục trên 200.000 tấn, thì nhiều khả năng sản lượng năm 2018 có thể còn cao hơn nữa. Nguyên nhân chính là nhiều diện tích tiêu được phát triển ồ ạt trong mấy năm qua khi giá tiêu quá cao, đã đến lúc cho thu hoạch. Bên cạnh đó, sản lượng tiêu thế giới năm 2018 vẫn tiếp tục tăng mạnh. Sản lượng tiêu ở nhiều nước sản xuất khác như Brazil, Campuchia, Ấn Độ cũng tăng cao, khiến cho nguồn cung tăng trên toàn cầu. Trong khi đó, trữ lượng tồn kho vẫn còn khá nhiều. Vì thế, giá tiêu trong năm 2018 được dự báo vẫn ở mức thấp. Do có một số diện tích trồng mới từ những cái năm 24-25 và bắt đầu đi vào thu hoạch, cho nên là cũng có phần nào đó nó bù lại cái sản lượng. Và kết hợp với cái sản lượng thừa của năm ngoái trên toàn ngành hồ tiêu, thì cái giá cả chắc chắn sắp tới đây cũng không tốt. Trong 7 năm qua, kể từ 2010 cho đến 2017, thì sức tăng trưởng của ngành hồ tiêu nói chung rất nhanh. Về diện tích chúng ta tăng tới 3 lần, về sản lượng gần 3 lần. Bên cạnh đó, giá hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam thấp hơn so với các nước cùng xuất khẩu khác. Cụ thể, giá tiêu đen Malaba Ấn Độ chào bán 9.000 đô la Mỹ một tấn, thì tiêu đen của Việt Nam chỉ được chào bán với giá 5.000 đô la Mỹ một tấn. Đến tháng 7, giá tiêu Malaba của Ấn Độ giảm xuống mức trung bình 7.706 đô la Mỹ một tấn, tiêu đen của Việt Nam tụt xuống ở mức 4.256 đô la Mỹ một tấn. Các chuyên gia cho rằng Việt Nam là nước chiếm 50-60% thị trường thế giới nhưng vẫn chưa thể chi phối được thị trường hạt tiêu, mà ngược lại Việt Nam còn hạ giá để nâng sức cạnh tranh. Đây là một điều hoàn toàn bất lợi. Với một cái ngành hàng 50% sản lượng trên thế giới, trên 50% không chi phối được, mà lại đứng trước một cái giai đoạn rất là bấp bênh như thế này. Hiệp hội là gì? Trước hết phải đấu tranh ngay trong quyền lợi của chính thành viên mình. Đó là ông doanh nghiệp, đó là người nông dân,
đó là đại diện chính quyền địa phương. Cái chức năng thứ hai của hội hội là gì? Là cầu nối, tham mưu, kiến nghị, ban hành, tổ chức thực hiện chính sách. Các chuyên gia nhận định giá hạt tiêu xuất khẩu đã tác động rất lớn đến giá trị kim ngạch của cả ngành tiêu mà còn tác động lớn đến giá trị tiêu tại thị trường nội địa. Giá tiêu liên tục giảm khiến ngành vàng đen của nông nghiệp khó giữ được vị trí ngành xuất khẩu chủ lực trong thời gian tới. Tuy nhiên, năm 2018 được nhận định là một năm hạn của ngành vàng đen bởi còn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức từ các thị trường nhập khẩu. Thưa quý vị, nước xuất khẩu thứ hai của hạt tiêu Việt Nam vừa ra quyết định áp thuế nhập khẩu đối với mặt hàng tiêu nhập khẩu, trong đó có Việt Nam. Ngay sau đó thì thị trường nhập khẩu lớn nhất là Mỹ cũng có thông báo về quy định giảm dư lượng thuốc trừ sâu trong hạt tiêu. Có thể nói hạt tiêu xuất khẩu gặp phải vô vàn khó khăn trong năm 2018, khiến cho hạt tiêu hẹp đường cạnh tranh về giá, về sản lượng vốn đang được xem là lợi thế lớn nhất của hạt tiêu Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu năm 2018, nhằm bảo vệ quyền lợi của người trồng tiêu tại Ấn Độ, Bộ Công Thương Ấn Độ vừa thông qua đề xuất của Hội đồng Gia vị ấn định giá CIF nhập khẩu tối thiểu đối với tiêu là 500 rupee trên 1 kg. Bởi thời gian qua, xuất khẩu tiêu của Ấn Độ giảm mạnh vì giá tiêu liên tục tăng cao, làm mất cạnh tranh về giá so với tiêu Việt Nam, nên người mua buộc phải tìm đến Việt Nam và Brazil với mức giá dễ chịu hơn. Điều này sẽ làm mất lợi thế cạnh tranh về giá của hạt tiêu sang thị trường xuất khẩu. Hạt tiêu chiếm 7% sản lượng tiêu xuất khẩu, khoảng 12.993 tấn. Hiện nay là cái vấn đề tiêu của Ấn Độ thì báo cáo Thủ tướng là gì? Là để bảo hộ cái sản xuất của nông dân trồng tiêu ở Ấn Độ thì bạn áp dụng một cái thuế là thuế tối thiểu cho cái tiêu nhập khẩu. Cho nên nó đổi giá lên là báo cáo với Thủ tướng là trước đây chúng ta xuất vào Ấn Độ là 5.000 đô một tấn. Thì bây giờ đổi giá lên là 8.000 đô một tấn. Đó, như vậy thì làm hàng loạt các cái hợp đồng các doanh nghiệp của chúng ta là hủy bỏ hết. Ngoài ra, nước nhập khẩu lớn nhất là Mỹ chiếm tới 18% sản lượng tiêu xuất khẩu của Việt Nam, khoảng 31.876 tấn, đã có thay đổi về dư lượng thuốc trừ sâu có trong hạt tiêu, từ 0,1 ppm xuống 0,05 ppm. Ông Phan Minh Thông, Tổng Giám đốc Công ty Phúc Sinh, công ty xuất khẩu tiêu lớn nhất Việt Nam cho rằng, quy định này sẽ cản trở rất nhiều cho doanh nghiệp xuất khẩu tiêu vào thị trường này trong năm 2018. Bởi lẽ nguồn nguyên liệu hiện tại có đến 90% xuất phát từ các hộ nông dân nhỏ lẻ. Chính vì vậy, việc kiểm soát chất lượng đầu vào là bài toán mà nhiều năm nay các doanh nghiệp chưa tìm ra lời giải. Đồng thời, bên nhập khẩu đã tiến hành nhiều cuộc kiểm tra trước khi đưa hàng ra cảng. Là Phúc Sinh cũng là một trong những công ty xuất khẩu nhiều nhất ở Mỹ. Từ năm 2018, họ đã thiết chặt rất nhiều. Nhà máy của Phúc Sinh ở Gia Định, Việt Nam đã có 9 lần FDA đến kiểm tra, đã có hải quan tổ chức đến kiểm tra. Họ muốn đảm bảo rằng tất cả những cái xuất khẩu ở nước họ là được an toàn. Chúng ta đã từng nghe cái câu chuyện Metalaxin. Như vậy là từ 0,1 họ đòi lên là 0.01, không được rồi lại sụt lại, lại đòi là cũng đòi 0.05. Và cái câu chuyện này nó còn dài lắm. Cho nên cái này tôi nghĩ rất là nguy hiểm. Mà cái này không phải Metalaxin không, mà còn nhiều loại thuốc khác nữa. Tiếp theo đó là thị trường châu Âu cũng có động thái tương tự. Cảnh báo từ Hiệp hội Gia vị châu Âu về các mẫu kiểm tra về dư lượng thuốc trừ sâu của Việt Nam vượt quá quy định cho phép. Hiệp hội Gia vị châu Âu cho biết ESA phân tích 799 mẫu hạt tiêu đen nhập vào EU thì chỉ có 17% số mẫu có mức dư lượng tối đa cho phép dưới 0,05 ppm. Trong đó, 6 loại hoạt chất có trong thuốc trừ sâu là carbenazin, bermethin, metalaxy, bromica, bifumin, anthaquino. Cần hạn chế và loại khỏi thì hạt tiêu Việt Nam mới có thể nắm giữ 80% lượng tiêu xuất khẩu vào thị trường này, sắp xỉ 40.000 tấn tổng lượng hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam hàng năm. Chúng ta đã cho tự doanh nghiệp bơi, mỗi người là một kiểu, mỗi nơi là một kiểu, mỗi nơi là một chứng nhận thì rõ ràng là chúng ta không đạt được hiệu quả như mong muốn. Tại vì khi tôi đi ở rất nhiều địa phương, tôi thấy là có chỗ thì làm Renorep, có chỗ thì làm Vietgap, có chỗ thì làm Robogap. Và cái khái niệm chung là người ta đều gọi là bơi hình vững, nhưng mà bán đi đâu thị trường nào thì rõ ràng là không có. 27 nước của EU bây giờ, họ đều có tiêu chuẩn riêng cho vấn đề dư lượng thuốc trừ sâu. Và vì vậy, nếu anh xuất vào châu Âu bằng một con đường chính thức thì anh bắt buộc anh phải phù hợp với điều đấy.
Đại diện Hiệp hội Tiêu cho biết chính bởi chất lượng của hạt tiêu Việt Nam không ổn định đã gây khó cho việc xây dựng thương hiệu hạt tiêu trên thị trường thế giới. Có đến 80% hạt tiêu vẫn là xuất thô, giá trị chưa cao và xuất theo thương hiệu của nước nhập khẩu. Tính đến hết năm 2017, chỉ mới có hồ tiêu Chư Sê xây dựng được thương hiệu và được hai nước bảo hộ là Mỹ và Hà Lan. Điều này chưa tương xứng vị thế sản lượng chiếm 50-60% thế giới của hạt tiêu Việt Nam. Thưa quý vị, từ những phân tích trên có thể thấy, xuất khẩu hồ tiêu khó thuận lợi trong năm 2018. Vậy ngành hồ tiêu phải đối mặt như thế nào với tình trạng hồ tiêu phát triển nóng về diện tích, dịch bệnh thường xuyên phát sinh cũng như tình trạng giá hồ tiêu có nhiều biến động như hiện nay? Đồng thời làm thế nào để vượt qua những rào cản kỹ thuật của các nước nhập khẩu? Mời quý vị cùng theo dõi những ý kiến ngay sau đây. Chúng ta không tập trung tái cấu nhanh ngành hàng này thì đúng nguy cơ tụt hậu, nguy cơ phá vỡ ngành hàng là rất thiết yếu, rất rõ. Chính vì thế chúng tôi đề nghị các anh là phải hình dung lại cái ngành hàng hồ tiêu, cái sản phẩm nông sản này có một đặc trưng rất đặc biệt để trong cái quá trình tái cơ cấu lại, chúng ta từng nội dung, từng khu vực, từng trách nhiệm, chính trách với ông là gì, cây trồng nào phù hợp vùng đó, có liên kết với doanh nghiệp, phát triển đối tượng mới, có chính sách hỗ trợ giống chẳng hạn. Cái đầu tiên là phải giảm diện tích, mà giảm vào những cái chỗ đáng giảm như vậy. Thứ hai là đẩy nhanh công tác nhân công tốt theo phương châm. Bây giờ đối với các cửa hàng mà mua bán vật tư nông nghiệp nói chung, nói riêng về thuốc bảo vệ thực vật và phân bón thì phải là doanh nghiệp, không thể là đăng ký theo hộ gia đình hiện nay, cứ ghi cái chữ đại lý vật tư nông nghiệp, và như vậy vô tội vạ chỗ nào, không cần sổ sách, không cần giấy tờ, không cần nhập, không cần xuất, không cần hóa đơn. Thế thì các cơ quan quản lý nhà nước và thanh tra của ngành nông nghiệp, thanh tra cái gì, thanh tra thế nào, tôi nghĩ nó không có hiệu quả. Và cái này nó gây tác hại đối với nông dân rất là lớn. Thì chúng ta nghĩ thử xem thử. Thế bây giờ công tác quản lý chúng ta, tôi nghĩ đây là một lỗ hổng rất lớn mà trực tiếp có hại cho ngành sản xuất nói chung. Không phải chỉ riêng hồ tiêu, đặc biệt đối với cái hồ tiêu. Thì chúng tôi ở cơ sở chúng tôi thấy rất rõ cái điều này. Cho nên chúng tôi kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước, mà trực tiếp với Bộ Nông nghiệp, với Cục Bảo vệ Thực vật là phải xem lại chỗ này. Chúng ta muốn phát triển bền vững thì chúng ta phải phát triển sạch. Chúng tôi nhận thấy rằng là nếu mà mình không thay đổi thì mình không thể xuất khẩu cho. Vì vậy chúng tôi đã làm dự án Green Forest ở Buôn Ma Thuột ở Đắk Lắk, gần như là một trong công ty đầu tiên ở Việt Nam làm dự án Green Forest. Và đến năm 2014 thì chúng tôi có chứng thư. Để có chứng thư của Rainforest cũng không phải là dễ dàng, rất là mất nhiều công sức và họ yêu cầu rất là chặt chẽ. Và nhờ có chứng thư như vậy, chúng tôi xuất khẩu được một lượng hàng gần như là lớn nhất ở thị trường châu, ở trên thị Việt Nam. Và tất nhiên là khi xuất được cái tiêu chuẩn như vậy thì cái giá trị của anh nó cũng lên rất cao. Trong cái phát triển về sản xuất nông nghiệp bền vững mà tôi cho là ở cái cam kết rất là cao giữa Bộ Nông nghiệp hay là của Chính phủ hai nước Việt Nam và Hà Lan, thì thực hiện thông qua cái ngân sách của IDS và Nespa và cái quỹ từ cái doanh nghiệp tư nhân Nespa khi đó và Olam và cái Euroma ở trên Đắk Lắk và một cái nữa ở trên Bà Rịa Vũng Tàu, thì bằng nhiều cách Nespa hợp tác với lại địa phương, với lại bên các cái hiện trường để đưa dần dần những cái tập huấn quan trọng ở đây là cái kiến thức, chuyển dần những cái nhu cầu từ thị trường sang cho nông dân thực hành sản xuất. Thì khi 1-2 năm thì người ta tin rằng cái đó là cách làm đúng, và từ cái đó sản lượng, số lượng nông dân tăng lên rất là nhiều. Ở đây cái bài học rút ra là gì, là khi chúng ta nói về bền vững á thì chúng ta phải có một cái mục tiêu rất là cụ thể. Ví dụ như nói là mình nói bền vững, mình làm chứng nhận thì mình làm chứng nhận cho ai và như thế nào. Ở đây là để thực thi cụ thể hóa cái việc chương trình nông nghiệp bền vững, cái chương trình gia vị bền vững, trong đó Nespa là một thành viên và có những cam kết hết sức là cụ thể. Ví dụ như trong chương trình sản xuất trà của Unilever cũng là một cam kết, trong cái chương trình của Nestle của cà phê cũng là một cam kết, thì tiêu cũng là như vậy. Thì như vậy á, tôi thấy rằng nếu mà chúng ta có cái cam kết ở cấp cao, chúng ta triển khai bằng chính sách, chúng ta thực thi từ doanh nghiệp, thì như vậy á, là cái hiệu quả rất là cao.
Những ý kiến vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.